Dạo này mắt mũi mình kém quá anh em ạ. Cứ tối đấy mình nhắm mắt vào mình chả thấy cái gì cả. Thế là mình quyết định sang nhà bác sĩ ở cạnh nhà cô dì ở bên ông bà xóm nhà mình. Mình đi khám thì người ta bảo là tại mình dùng màn hình máy tính nó bé quá. Đây, mà mình cũng thấy nó cũng bé lắm đâu. Đây, mình dùng cái máy tính này hàng ngày đây. Có lẽ thì cũng hơi bé thật. Thế nên mình quyết định mình sẽ mua một cái màn hình khác đến từ Asus. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem cái mẫu màn hình đấy có điểm gì đặc biệt. Ok, thì mình đã mang cái mẫu màn hình lên đây rồi. Mình thì có ông chú làm bên Asus thì quen biết chú cháu mà. Thế là mang cái mẫu màn hình này cho mình trải nghiệm trước thì mình sử dụng. Thì cái mẫu màn hình này có mức giá tham khảo thôi nhá. Nó rơi khoảng 16 17 triệu hoặc thậm chí có thể lên đến tận 20 triệu đồng. Thì với 20 triệu đồng bỏ ra các bạn sẽ nhận mẫu màn hình này. Nói không ngoa thì thật ra đây là một cái tấm nền nhá, được sử dụng cho các mẫu laptop đắt tiền của Asus kiểu vài trăm triệu, xong mang đây, đập vào đây, tách ra một mẫu màn hình rời để bán cho các bạn. Thì màn hình này có tần số quét là 240Hz. Mình sẽ nhấn mạnh lại nhé, đây màn hình có tần số quét 240Hz và các bạn phải lựa chọn dây kết nối sao cho nó phù hợp nhất, bởi vì Asus có tặng theo rất nhiều dây kết nối. Thì đầu tiên đây là cổng mini HDMI, các bạn cắm bằng cái dây này từ cổng HDMI sang mini HDMI mà cắm vào thì nhận tối đa là 120Hz thôi. Ông nào mà mua về không để ý cắm vào xong bảo Asus lừa thì hơi buồn một tí. Thế thì các bạn muốn 240Hz các bạn sử dụng cái dây tặng kèm khác, thì Asus có tặng kèm theo một dây USB Type-C, đây USB Type-C hai đầu luôn. Thì với dây USB Type-C này các bạn chỉ cần cộng trên mẫu laptop bạn hỗ trợ giao thức DisplayPort là có thể xuất ra được màn hình 240Hz rồi. Và một cái nữa đó chính là về vấn đề cục sạc, thì cục sạc tặng kèm theo viên pin trong này rất lớn nhá, 7800 mAh, thế nên Asus đã tặng kèm theo cục sạc hỗ trợ gọi là Quick Charge 3.0, công suất của nó là 9V 2A với tổng công suất là 18W. Thì sạc cho mẫu màn hình này mình thấy nó còn nhanh hơn là cục sạc 5V 1A thông thường. Cục sạc 5V 1A sạc cho con này chắc cháy đến bao giờ. Và các bạn muốn sạc mẫu laptop này, các bạn phải sử dụng một cái cổng chuyển đổi từ cổng USB Type-A ra USB Type-C. Bởi vì cục sạc ở đây, đây các bạn nhìn thấy nó chỉ hỗ trợ mỗi cổng USB Type-A thôi. Thì cắm vào xong, cắm vào cổng USB Type-C Asus tặng sẵn và các bạn có thể sạc được cho mẫu màn hình này. Còn mất dây thì các bạn chịu khó mua dây mới nó xịn nào một tí nhá, bởi vì dây đẻo chưa chắc đã sạc cho mẫu màn hình này đâu. Quay trở lại về phần thiết kế cũng như là về phần thông số của cái mẫu màn hình này, thì đây các bạn có nhìn thấy ba cạnh viền nó siêu mỏng luôn. Dĩ nhiên rồi, chúng ta làm gì có webcam, đến cái dòng laptop Asus Zephyrus còn chả webcam vậy thôi, thì làm gì có một lý do gì cái mẫu màn hình này có webcam được. Bên dưới hơi dày một chút, đây là nơi đặt loa, đây là loa không ạ, công thanh HiRes Audio. Cá nhân mình khi mình trải nghiệm mẫu loa này, mình thấy các bạn có thể bỏ qua vấn đề loa trên laptop và nghe trực tiếp loa trên mẫu màn hình này nó còn phù hợp hơn nữa. Ở giữa là logo của LG để tạo thêm điểm nhấn. Thì ở bên cạnh phải này chúng ta sẽ thấy nơi toàn bộ cổng kết nối, hai cổng USB Type-C, một jack audio combo này, cổng mini HDMI, và bên cạnh trên này chúng ta sẽ có cổng nguồn cùng với đó là phím tăng giảm âm lượng, bởi vì nó có loa mà, loa đương nhiên phải có cổng tăng giảm âm lượng chứ. Và cái cách gọi là dựng cái mẫu laptop này lên nó cũng vô cùng dễ dàng. Thì bên dưới đó chính là một cái đế vô cùng bình thường thôi, như kiểu một cái cover để các bạn có thể đậy màn hình này, xong bắt đầu bỏ vào laptop, xong kiểu là cầm laptop đi, bỏ cặp xong bỏ mẫu màn hình này nữa, cũng không sợ bị xước bởi vì nó có một tấm cover mà, xong nó hút bằng nam châm đây để mình gỡ cho các bạn nhìn. Đấy, nó vô cùng dễ dàng thôi. Về mặt thông số của mẫu màn hình này, đây các bạn nhìn thấy chiều ngang là 17,3 inch. Cái mẫu màn hình này ấy, nó gọi là, các bạn nhìn các mẫu laptop của Asus kiểu mang đi trình diễn là các sự kiện không? Đây, chính nó đấy. Tách tấm nền ra, lắp vào đây, thế là thành cái màn hình này. Thì kích thước 17,3 inch, độ phân giải Full HD, 240Hz, hỗ trợ Adaptive Sync. Thì với công nghệ Adaptive Sync thì các bạn có thể đồng bộ được tần số quét của màn hình với lại cái FPS trong game. Qua đấy thì trải nghiệm game cũng sẽ được tăng cao hơn nữa. Thì dù sao, đây mẫu màn hình nó thuần cái vấn đề gọi là chơi game cũng như giải trí. Tuy nhiên thì vẫn mang cái mẫu màn hình này đi đo đạc và kết quả đạt được cũng vô cùng ổn, đạt 99% giải màu sRGB, 91% giải màu Adobe RGB. Tuy nhiên thì mẹ cảm nhận một vấn đề này, mặc dù cái thông số khi đo đạc ra nó rất tốt, thế nhưng khi mà mình nhìn vào mẫu màn hình này, mình cảm thấy được là nó hơi rực một chút. Có lẽ là do kiểu Acer đã cân chỉnh lại cái màn hình này sao cho nó phù hợp với vấn đề gọi là để giải trí hơn. Còn đối với những bạn mà vẫn cần một màn hình này, đôi khi có thể làm gọi là check thông tin này, hay thậm chí là làm kiểu Photoshop nữa, thì mình nghĩ mẫu màn hình nó vẫn phù hợp để có thể làm được. Tuy nhiên các bạn nhớ mang đi cân lại màu sao cho nó phù hợp với mắt các bạn nhất nhé. Cuối cùng mình sẽ nói đến vấn đề thực tế khi sử dụng cái mẫu màn hình này nó sẽ ra sao. Thì cái mẫu màn hình này theo như Asus quảng cáo thì các bạn có thể kết nối điện thoại này, laptop này, PC này, console, bất kể những thiết bị nào có hỗ trợ cổng USB Type-C hoặc là HDMI thì đều có thể sử dụng cái mẫu màn hình này được. Thì đầu tiên thì mình sẽ về màn demo laptop trước đi. Thì ở đây mình có con Zephyrus G14, thì cái chiếc Zephyrus G14 này nó màn hình 14 inch thôi. Bên đây màn hình tận 17 inch cơ. Tất nhiên bên đây nó sẽ sướng hơn rồi. Và đây là màn hình 240Hz nữa. Bên đây chỉ là màn hình 2K 60Hz mà thôi. Thì cách kết nối vô cùng đơn giản, các bạn chỉ dùng cổng USB Type-C được tặng sẵn ở trong vỏ hộp thôi, thì các bạn cắm vào nó sẽ nhận luôn, hoặc các bạn dùng dây HDMI. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng dây HDMI nó chỉ xuất ra được tối đa 120Hz như mình đã nói ở trong suốt video rồi. Thì đây, cách cắm đơn giản, các bạn chỉ việc đây mình rút ngược ra xong cắm vào thì nó sẽ lên luôn thôi, hoặc là các bạn sẽ bật lại màn hình nếu nó chưa lên ngay.
Đây các bạn này nhìn thấy đây, nó lên luôn, cắm vào phát nó lên luôn. Thì cách sử dụng vô cùng đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng điện thoại xem nó sẽ như thế nào. Đây là khi các bạn kết nối với điện thoại thông qua cổng USB Type-C được tặng sẵn như lúc nãy mình có nói. Thì việc kết nối cũng rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc cắm vào nó sẽ nhận luôn. Và đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy từ trên màn hình như nào thì trên đây nó sẽ như vậy, và các bạn hoàn toàn có thể scale ra với cái độ trễ gần như là không có. Thì các bạn sử dụng cái màn hình này nó như thế nào. Đây mình xoay ra thì bên trên nó cũng phản hồi y hệt như vậy luôn. Đây, phản hồi như vậy, các bạn thoát ra thì nó cũng như vậy, và các bạn quay ngược trở lại vào phần YouTube nó, nhưng mà độ trễ nó không có. Và ngoài ra nữa thì cái thiết bị để dùng test ngày hôm nay mình sử dụng là chiếc Samsung Galaxy S10. Thì nếu như bạn nào mà mua cái màn hình này về mà đang sử dụng chiếc S10 chẳng hạn, thì có thể chuyển đổi thành Samsung Flex nó vô cùng dễ dàng thôi. Nó có hai chế độ, một là hoạt động như thế này. Đấy, xoay ra các hướng theo các bạn thích, và cái thứ hai là hoạt động như một chiếc Samsung Flex, như này là tùy mỗi người thôi. Và về phần hình ảnh ấy thì một bên thì màn hình Super AMOLED, một bên là màn hình IPS, cho nên chất lượng hiển thị nó sẽ khác nhau. Cái này thì không quan trọng lắm, nhưng mà được cái là mình cảm nhận được đó chính là về độ chính xác màu sắc và cái độ nét của nó phù hợp để có thể sử dụng trong các điều kiện môi trường ánh sáng. Đây là trong môi trường ánh sáng studio vô cùng phức tạp mà các bạn nhìn đấy, nó vẫn vô cùng rõ ràng. Thì cá nhân mình nhá, nếu như mình sử dụng laptop ấy thì mình bỏ vào cặp một cái mẫu laptop, xong mình bỏ thêm cái mẫu màn hình này nữa, mình mang đi mang lại vô cùng dễ dàng. Thậm chí mình có thể bỏ cả vấn đề sạc luôn, bởi vì đây cổng USB Type-C, cái mẫu laptop nào hỗ trợ cổng Thunderbolt 3 thì coi như combo nó tuyệt vời luôn. Cắm vào vừa xuất màn hình vừa có thể sạc được. Và cái thứ hai nữa đó chính là về phần mức giá của sản phẩm, như mình đã đề cập đến ở đầu video, mức giá lên tận khoảng độ 17, 18 hoặc thậm chí 20 triệu đồng. Thì mức giá đắt như vậy thì không phải ai cũng có thể mua được, nhưng nếu như các bạn mua cái mẫu màn hình này về, các bạn sẽ nhận được tất cả những gì gọi là công nghệ mới nhất trên mẫu màn hình rời. Các bạn có thể mua mẫu màn hình khác bên ngoài, nó không có tính tiện lợi như giống như mẫu màn hình này đâu. Nó có pin này, nó có loa này, thậm chí các bạn chỉ việc cắm vào Plug and Play, cắm vào có thể sử dụng thôi. Và nếu các bạn đánh giá sao về cái mẫu màn hình này, các bạn có xứng đáng để các bạn có thể bỏ ra một túi tiền lên tận 20 triệu để mua không? Ý kiến hãy để lại dưới mục bình luận video. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Converter để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau.